Ngon không? Không phải là phỏng. Ê! Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Double Wish. Yep, 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 yep. Mình tên là Kazu. Dạ, cảm ơn. Và hôm nay ăn thử một bánh pizza đặc biệt. Nghe nói là pizza đó là ra mắt ngày 24 tháng 7 hồi trước nha. Bánh pizza đó tên là bánh pizza phả phả phả. Kazu, hát đi. Hát gì? Gì? Không phải, không phải. Hát gì? Pico Taro. À. I have a pizza. I have a farm. Bánh pizza farm. Một cái pizza farm là 99.000 đồng nha. Cái này là rẻ hả? Hamburger phở này, viết phở là 69.000. Sau sáng nha, ăn thử nha. Da Vinci. Oh, Việt Nam á. Hộp này là của Việt Nam. Yay. Yeah, pizza phở. Oh, thơm. Thiệt thiệt. À. Đó, có vẻ cái này là hành lá. Nhưng mà cái này là thơm nè. Khó thể nè. Chưa ăn nè. Khó thể nè. Cái này thịt bò. Thịt heo à? Không biết. Nhưng mà có phở không? Không, vịt thôi nè. À, vịt thôi. Giá vị phở nè. Ăn thử nha. Wow, hấp dẫn nè. Khi ăn pizza này thì có mùi phở ngay. Ngon không? Hamburger phở này. Ê! Ê! Kazu thích hamburger hay pizza? À, vấn đề là thích hamburger nữa. Tại vì mình thích là thịt bò. Nên thích hamburger. Nhiều. Ê. Đối với Kazu thì súp này là rất ngon đấy. Súp này là có vị phở, cho nên là khi ăn hamburger thì cũng có súp phở. Cái này cũng có súp vị phở đấy. Mà súp vị phở của Domino Pizza là ngon hơn. Hết. Còn nữa, chắc là pizza này có nhiều rau và thịt bò, hành lá và wow, chắc chắn có rau thơm nè. À, còn đồ cơm này hết rồi à? Có nhiều loại rau thơm nè. Nên Kazu là ăn được rau thơm, nhưng nhiều người Nhật Bản là khó ăn ra. Nhưng pizza này là dễ hơn nè. Cái này là ngon hơn hamburger phở nè. Tại vì là có rau thơm. Anh thấy cái này là cứng cố trong hamburger. Nhưng cái này là đặc biệt là này. Là cũng như là xíu mày á. Cái này cũng ngon nè. Và cứng cố nè. Phô mai. Thịt bò. Cái này là mọi người nghĩ như thế nào? Kazu nghĩ là vừa quá. Vừa nè. Bò. Thấy đi. Nhìn được không? Cái này nhiều loại rau thơm nữa. Yeah.
Nên là lettuce hoặc là thơm, đã hành lá, hành thai, có nhiều loại nè. Nên ngon hơn. Và lần này Kazu trồng pizza này là pizza bình thường nha, không phải dài nha. Nên ăn đơn giản nha. Và tải được nhiều vị phở. Ồ, nhìn được sốt phở nha, cái này. Cái này là ít có tiêu, nên không cay, không mặn, nên dễ ăn được nha. Pizza Mỹ và món ăn Việt Nam phở là hộp nhào idol hải làm thử sushi và Việt Nam phở. Hộp thì thế nào? Nhưng tôi tập đợi cái này ngon thật nha. Nhưng mà chắc là nhiều người nước ngoài không biết có pizza phở nha. Shinsuke biết không? Không biết. Ừ. Là Kazu mới biết nha. Thì tìm ra trên mặt món ăn Việt Nam đặc biệt là gì thì nhận ra rồi á. Thì đó là ngạc nhiên. Chưa nghe có pizza ở Việt Nam viết được nên rất vui và ăn rồi. Là cái này, lần này Kazu mua combo. Combo thì khoai tây chiên nè, nước ngọt nha, coca nè. Tổng tiền là 169.000 đồng nha. Và cái này là lễ hài hôm bình thường nha. Tại vì là cái này là cho hai người nha. Là chắc chắn ngon nha. Là nếu mọi người chưa ăn pizza phở thì ăn thử nha. Và sau đó thay như thế nào chỉ cho Double Wish nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem chương trình này nha. Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Bye bye. I have a pizza. I have a pho. Hope nhờ bánh pizza pho.